Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn tiếp cái bài cài là NAT server. Thì trước tiên để cài đặt máy NAT server thì tôi chuẩn bị ba máy, nhất là cái máy này tôi làm máy client luôn, và tôi làm cái lấy máy này là máy ở môi trường bên ngoài, còn cái máy môi trường bên trong tức là tôi sẽ làm cái mạng này. Tôi ví dụ như đây là mạng ảo thì tôi lấy cái này là mạng WAN đi, cái máy bên ngoài máy thật là mạng WAN, còn cái bên trong này tôi có cài hai máy, đó là một cái máy hay là ba, một cái máy ảo 2.3 với một cái máy ảo 2.8. Thì cái máy ảo 2.8 này tôi sẽ dùng chức năng để làm server, còn cái máy ảo 2.3 là tôi dùng máy client, tức là máy trong LAN. Thì cái máy 2.3 này muốn truy cập ra máy bên ngoài được thì tôi sẽ cấu hình NAT cho nó bên server 2.8 này. Thì bây giờ để cấu hình như thế nào thì các bạn chú ý, để đỡ mất thời gian tôi có khởi động sẵn hai cái máy, tôi chuẩn bị máy sẵn rồi, đó là một cái máy 2.3, một máy 2.8, một cái máy 7 rồi, cho nó nhanh, giảm bớt cái dung lượng của cái video của mình. Rồi bây giờ trước khi ta đăng nhập vào máy, rồi sau khi đăng nhập xong các bạn chú ý, rồi tương tự bên đây ta đăng nhập luôn của 2.3 này. Rồi tôi đăng nhập được vào tất cả các máy. Thì trước tiên cái máy ngoài cùng là cái máy này thì tôi có đặt cái IP cho nó đây. Chúng ta phải kiểm tra coi nó đã có IP chưa ha, nếu chưa có chúng ta đặt này. Rồi đây là tôi xài cái test 8 này, thì tôi kết nối với cái máy ảo, còn cái này tôi xài internet, tôi xài 8 tôi để đây, tôi bật tiếng. Giờ tôi đặt IP này, đây là IP của cái máy ngoài này ha, và đây là cái default gateway của cái máy 2.8, IP của máy chủ. Rồi như vậy là máy này tôi đã đặt IP xong. Tương tự như vậy tôi vào cái máy 2.3, tôi đặt IP cho nó. Đây là máy tôi đặt gọi là mạng LAN. Rồi mạng LAN tôi đặt là 172. Rồi cái default 172.1 này là về máy chủ. Rồi nếu nó có rồi thì ta khỏi đặt ha, còn nếu không chúng ta phải đặt và gắn vào đây. Rồi sau khi gắn xong rồi các bạn viết qua máy server, các bạn gắn tiếp thử. Các bạn chọn một manager network thì nó sẽ liệt kê ra cái mạng LAN này là tôi dùng cái máy này, cái cạc này tôi kết nối với 2.3, còn cái mạng WAN này tôi dùng cái này tôi kết nối bên ngoài là cái máy Win 7. Thì khi xong rồi thì chúng ta sẽ xem đặt cạc này cho cái cạc LAN và đặt IP cho nó. Đó, cái này tôi đặt là 172.16.1.1, đây là máy server, cạc máy server kết nối với máy 2.3. Tương tự trên mạng WAN thử tắt luôn. Trên mạng WAN tôi cũng đặt luôn các bạn. Tôi đặt là 1.1.1.1. Còn máy Win 7 ngoài là 1.1.1.2 ha. Rồi xong. Rồi sau khi xong rồi bắt đầu tôi sẽ ping, tôi kiểm dùng lệnh cái lệnh ping tôi kiểm tra cho các mạng thông chưa. Là tôi bình cái máy gì đấy các bạn, 1.2 thử coi ha. Và enter. Sau khi bình các bạn thấy nó relay này là ok rồi ha. Như vậy các bạn đã thông được với máy bên ngoài đó. Rồi các bạn tương tự như vậy, các bạn đứng đây, các bạn lọt vào bình. Chấm 2 ha, ta bình với máy client. Rồi, như vậy thì máy này đã bình thông với máy server 2.3, máy con, máy client 2.3, tôi nói nhầm, xin lỗi. Rồi, xong bây giờ máy 2.3 tôi kiểm tra có thông với lại cái máy bên ngoài chưa. Nếu bây giờ giả sử tôi lệnh bình, mà tôi bình với 172.16.1.2 đi các bạn ha.
1.2 rồi nó thông. Nhưng bây giờ tôi binh với 172 mà 1.1 đi ha, nó thông không? 1.1 nó thông luôn các bạn. Tương tự như vậy, bây giờ tôi binh với máy 1.3 thì để binh thông với máy 1.3 thì các bạn phải cài vào cái máy này các bạn. Các bạn cài từ cái NAT này vào. Do cái máy này tôi đã cài rồi ha, tôi sẽ đi biết đi, tôi cài lại. Rồi, đó là tôi ngắt cấu hình này ha, tôi không có hình nữa. Rồi bây giờ tôi binh với máy 1.2 thử coi. Đó, tức là tôi binh với cái máy quân 7 các bạn là nó báo chưa thông rồi. Rồi nhưng mà cái máy server thì binh nó báo thông rồi. Rồi sau khi bạn thấy nó thông rồi, bây giờ nó chưa thông, chúng ta phải làm sao để cho máy nó thông được. Chúng ta sẽ vào đây Win8 này. Chúng ta cài đặt dịch vụ này vào. Xong chúng ta cấu hình, trường hợp này tôi đã cài đặt sẵn rồi, nên tôi chỉ các bạn cái cấu hình thôi. Cái đặt thì chắc các bạn học mạng cơ bản, các bạn cũng cài cái routing nữa, bạn vào trong server manager các bạn. Rồi tôi nhấp chuột phải vào đây các bạn. Chọn config. Rồi các bạn chọn net. Ở đây các bạn chọn cho tôi là custom. Các bạn chọn NAT, các bạn đang xài NAT mà. Chọn đây tôi là NAT. Rồi finish. Rồi chọn finish luôn ha. Rồi start service luôn. Rồi sau khi cài đặt xong thì các bạn thấy nó biểu tượng màu xanh xanh các bạn. Đó là chúng ta đã cài đặt. Bây giờ chúng ta tiếp tục cấu hình. Chúng ta vào cái mục IPv4 chúng ta cấu hình, tại vì IPv6 là ta không sử dụng. Trước khi chúng ta cấu hình, chúng ta nhấp phải vào cái biểu tượng của máy tính, cái tên máy tính chúng ta dành trên. Các bạn chọn property. Rồi sau khi vào đây các bạn chọn là LAN cho tôi này. Rồi bấm OK. Mặc định này nó có sẵn một cái. Rồi IPv4. Các bạn chọn tôi là một nét F phải New Interface. Các bạn chọn LAN. Các bạn LAN thì các bạn không phải public LAN, các bạn để nguyên ha. Các bạn chọn Arabic. Hoặc LAN các bạn muốn chia sẻ bên ngoài thì các bạn chọn là public. Như vậy lúc này bên ngoài nó mới vào chúng ta được. Tương tự chúng ta chọn là One. One là ta không public, ta chọn Arabic. Rồi new luôn, tôi lấy được internal gạch.
Rồi sau khi xong rồi các bạn, thì bây giờ chúng ta kiểm tra thử ha. Cho mẹ trước đi. Chọn mạng One Public, chọn mạng này Private nhé, Land Private, One Public. Rồi các bạn, đấy, khi sau khi bạn chọn xong các bạn thấy này, bên trong tạo liên lạc với máy là gì đây? 1.2 là cái máy liên lạc bên ngoài. Còn nếu chỗ này chúng ta bình những máy 1.2 là máy quân 7, chúng ta là 1.1 là máy server này. Cái này là cũng là cả server ha. Rồi như vậy chúng ta đã có hình xong cái NAS server các bạn. Rồi, các bạn có thể đứng đây các bạn kiểm tra bình bên trong cũng được. Đó, các bạn có thể bình được, bình là cái server đó. Rồi quá trình cài đặt là NAT ở đây là kết thúc này.